cho phép Thu Hằng được gửi tới toàn thể quý vị một lời chào trân trọng nhất và một lời cảm ơn chân thành nhất ạ. Em xin được cảm ơn các thầy cô, cảm ơn gia đình, cảm ơn các anh chị đồng nghiệp cũng như toàn các anh chị báo giới đã bớt chút thời gian để có mặt ở trong buổi họp báo này ngày hôm nay của Thu Hằng, và có lẽ là đó là cái điều khiến cho Thu Hằng cảm thấy rất là hạnh phúc, bởi vì được nhìn thấy tất cả mọi người ở đây, mọi người đã dành cho Thu Hằng một cái tình cảm mà đối với Thu Hằng là đó là rất là đặc biệt. Thế nên một lần nữa Thu Hằng xin được chân thành cảm ơn ạ. Em thả tình ta trôi theo sông dài, sông chảy miệt mài, mơ duyên còn mãi. Ôi à, em thả buồn riêng, mắt môi nhung huyền, sông chờ muộn phiền, trôi đi trở về.